Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với God of War nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục hành trình để cứu thằng em trai của mình. Nhảy. Ui, quậy. Ui. Mày này. Gồng được ta. Hết chưa? Khó chịu vậy chứ. Xin cái đầu. Bao nhiêu vậy? 5k. Horon. Mình nâng từ từ để coi mấy cái sức mạnh của nó như thế nào. Ủa, hết rồi. Ủa 900 phải. Mình tưởng đủ. Sao có cái đường trắng? À, cái đường trắng nó bằng vàng các bạn. Không khui được. Cái đường trắng nó bị, cái đường đó nó bị hóa thành vàng rồi. Rồi tập rồi là mình gặp thằng cha Midas rồi. Cha mà cái tay đụng vô cái gì cũng thành vàng á. Ôi. Thì mình nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Rồi còn một cái hon nữa thôi. Lâm đồ 5.000 luôn, ghê vậy. Nâng cái này một cái. Horn of Boreth nè. Cái Horn of Boreth là cái mà mình đánh ra nó rớt ra là băng á. Đây mình nhân hết rồi. Ủa vậy là mình unlock hết luôn rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Bây giờ là mình chính thức mình đã lóc hết rồi đó.
chìm. Không đâu rồi. Ồ, King Midas nè. No, leave me alone. Đi theo tao. Gì vậy? Chó. Ôi. Ui. Không, không giỡn với anh trai được rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Các bạn mà hụt một cái màu thôi là lên đường. Đây rồi. Nó tỉnh. Nó có tỉnh này nữa. Kinh khủng không? Thằng chó này. Đi. Ui. Cái tay kia bị cháy rồi. Cái tay kia tập rồi là ổng giống như dung nham á. Đi đâu? Đi đâu? Cái này các bạn thông cảm mà nó bị lỗi cái cutscene thôi mà không sao. Thì cái nội dung là thằng này luyện với cha này vô trong dung nham và cha đã hóa thành dung nham thế thôi. Đó, đúng rồi. Eo, cái này biến thành vàng hết luôn các bạn. Ghê không? Rương đỏ. Ủa đây là biển hả? Không phải, không phải biển. Ghé ngang đây coi.
có gì. Ui, trên này có đồ đạc các kiểu nè. Atlantis, đây là cảng Atlantis. Khúc này ngoài kia có một cái sấy kìa. Yeah.
giật. Còn sống. Dứt. Dứt. Lấy mà nè. Không mấy thằng bự vậy coi như dễ xử lý. Bự bự chứ dễ xử lý mấy thằng kia nhiều. À, mấy nhỏ nhỏ nhỏ. Ủa? À, đây 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 đây. Rồi, full. Nửa full rồi đó. Thằng này mang lính nè. Kratos knew that deep within the raging abyss lay the answer to a question he was not yet prepared to ask. Was Deimos still alive? Rồi, lên đường vô cái Vortex nè. Chết rồi. Chim này cứ bấm o với nó thôi, nhẹ nhàng đánh nó biết chừng nào.
đấy chứ. Vô gần rồi đó. Này rồi các bạn, Sun Cần Atlantis, Sun Cần Atlantis. À, cái tàu đâm như nó bị cuốn rồi, cái lóc luôn rồi. Ok, chắc hôm nay mình trở tay rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.